Thưa quý vị, nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tại quận Liên Chiểu, Ban Dân vận Thành ủy đã tăng cường giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc vận động nhân dân bàn giao mặt bằng tại các dự án này. Hiện nay, trên địa bàn quận Liên Chiểu có 9 dự án động lực trọng điểm của thành phố đang triển khai trên địa bàn quận. Trong đó, dự án tuyến đường trục 1 Tây Bắc là một trong những nút thắt quan trọng tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế quận Liên Chiểu phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Theo đó, dự án này bao gồm dự án nút giao thông đường trục 1 Tây Bắc quốc lộ 1A nối khu công nghiệp Hòa Khánh đến đường Nguyễn Tất Thành, dự án trục 1 Tây Bắc đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến nút giao thông quốc lộ 1A. Tổng diện tích thu hồi tại dự án nút giao thông là 9.377,2 m², hiện đã bàn giao mặt bằng 30/52 hồ sơ. Dự án trục 1 Tây Bắc đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 13/135 hồ sơ. Lãnh đạo quận Liên Chiểu cho biết với dự án này đã tập trung mọi nguồn lực để vận động người dân bàn giao mặt bằng. Song vì nhiều lý do nên việc vận động bàn giao mặt bằng còn vướng nhiều khó khăn. Dân có những kiến nghị, ví dụ như giá trị tiền đền bù về đất thấp hơn nhiều so với giá trị đất quốc tế định cư. Rồi dự án này thì cũng còn có một số hộ với diện tích đất nhỏ, số tiền đền bù thì không đủ để mua đất định cư. Cứ vướng mắc lớn thứ ba, đó là cái việc là người dân làm nhà trên đất nông nghiệp theo quy định thì không được bố trí đất định cư. Hiện nay tất những cái khó khăn vướng mắc thì quận cũng đang phối hợp với sở ngành để tổng hợp báo cáo đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ. Qua khảo sát thực tế hiện trường về kết quả việc vận động nhân dân bàn giao mặt bằng, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy đã lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của người dân, chia sẻ với những cái khó của người dân, đồng thời cũng nắm bắt hiểu rõ hơn về những khó khăn vướng mắc của quận. Theo đó, tại buổi kết luận của đoàn giám sát Ban Dân vận Thành ủy về công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy trong vận động nhân dân bàn giao mặt bằng trên địa bàn quận Liên Chiểu đối với dự án tuyến đường trục 1 Tây Bắc, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy đánh giá cao nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ chính quyền quận Liên Chiểu trong công tác vận động nhân dân bàn giao mặt bằng thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Để đẩy nhanh tiến độ dự án, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy cho biết, với công tác giải tỏa đền bù tái định cư, đề nghị quận ủy trong thời gian tới phải đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, tất cả vì cuộc sống của người dân sau khi giải tỏa. Nên những đề nghị là quận ủy và các phòng ban cũng như các ban giải phóng mặt bằng ở quận luôn luôn lắng nghe và giải quyết kịp thời, tháo đó những cái yêu cầu, những cái đề xuất của người dân trong quá trình giải tỏa đền bù, đừng để cho người dân phản ứng chạy tới chạy lui nhiều lần mà ảnh hưởng đến cái tình hình an ninh trật tự cũng như là cái lợi ích của người dân. Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy cũng đề nghị hệ thống chính trị quận cần tập trung quyết tâm hơn nữa trong công tác giải tỏa đền bù, triển khai nhiều buổi làm việc với Hội đồng Giải phóng Mặt bằng, các sở ngành liên quan và chủ đầu tư nhằm đề ra phương án xử lý dứt điểm đối với từng trường hợp có vướng mắc tồn tại đã lâu, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải tỏa, hoàn thành thi công, sớm mang đến diện mạo đô thị khang trang cho quận và tạo thuận lợi hơn cho mọi hoạt động của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố.